Thưa quý vị, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, quốc khánh 2 tháng 9, ngày truyền thống cách mạng tỉnh Bạc Liêu, chiều nay, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng ban biên tập báo Người Lao Động long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình đường cờ Tổ quốc tại di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Cái Chanh, xã Ninh Thành Lợi, huyện Hồng Dân. Là đường cờ dài nhất cả nước với chiều dài 25 km, có tổng số 1.700 lá cờ và trụ cờ. Đây là đường cờ Tổ quốc thứ 3 trên địa bàn tỉnh, được báo Người Lao Động phối hợp thực hiện sau đường cờ Tổ quốc ở huyện Vĩnh Lợi và thị xã Giá Rai. Dự lễ có đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự chương trình tự hào cờ Tổ quốc, báo Người Lao Động, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ tháng 6 năm 2019, báo Người Lao Động đã thực hiện chương trình 1 triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển được phát động tại tỉnh Bạc Liêu. Sau 2 năm thực hiện, chương trình đã thực hiện vượt mốc 1 triệu lá cờ Tổ quốc. Bước vào giai đoạn 2, chương trình đổi tên thành chương trình tự hào cờ Tổ quốc với 3 hợp phần là triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển, cờ Tổ quốc biên cương và đường cờ Tổ quốc. Theo đó, báo Người Lao Động đã trao và ký kết trao 1.900.000 cờ Tổ quốc ở các tỉnh thành trong toàn quốc. Bạc Liêu là tỉnh nhận được nhiều cờ nhất với hơn 55.000 lá cờ Tổ quốc. Đến nay, báo Người Lao Động đã triển khai xây dựng được 500 đường cờ Tổ quốc ở 37 tỉnh thành. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, công trình đường cờ Tổ quốc mang ý nghĩa to lớn, vừa nhằm tôn vinh giá trị, ý nghĩa của lá cờ Tổ quốc, đồng thời tuyên truyền giáo dục cho người dân, đặc biệt là cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu rõ ý nghĩa, giá trị thiêng liêng và tự hào hơn về lá cờ Tổ quốc. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trên tuyến đường vào khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt căn cứ Cái Chanh trong những ngày tháng 8 lịch sử này là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, là niềm tự hào của mỗi người dân Bạc Liêu. Việc treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương chính là thể hiện lòng yêu nước, là ý thức trách nhiệm của công dân. Đây cũng là nét đẹp văn hóa cần được tiếp tục gìn giữ và phát huy. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ tỉnh đoàn tiếp tục triển khai nhân rộng và lan tỏa công trình đường cờ Tổ quốc đến tất cả các địa phương trong tỉnh, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, địa phương được thụ hưởng công trình, nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong quản lý và sử dụng công trình để phát huy tối đa giá trị, ý nghĩa do công trình đường cờ Tổ quốc mang lại. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, nâng cấp, kịp thời thay thế những lá cờ đã phai màu hoặc không còn nguyên dạng để đảm bảo tính trang nghiêm và mỹ quan của công trình. Dịp này, báo Người Lao Động trao tặng 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Từ Quỹ An sinh xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều trao 20 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Hồng Dân, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.